MC Kỳ Duyên vóc dáng quên thời gian ở tuổi U60. Nổi tiếng là một người đẹp không tuổi, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên luôn khiến người đối diện phải bất ngờ vì nhan sắc thật của mình. Dù đã bước sang tuổi 57, nhưng sắc vóc của nữ nghệ sĩ này vẫn được đánh giá là quá trẻ trung và hấp dẫn so với tuổi thật rất nhiều lần. Trên trang cá nhân, Kỳ Duyên vừa chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch cùng với những người bạn. Nữ MC diện trang phục áo tắm kết hợp quần short, đội mũ cá tính, vóc dáng và đường cong quyến rũ của cô vẫn khiến người khác kinh ngạc. Kỳ Duyên vừa trở về nước từ đầu tháng 3 sau khi các chuyến bay quốc tế vào Việt Nam được phép mở lại. Những ngày qua, chị dành thời gian gặp gỡ bạn bè, người thân kết hợp các chuyến công tác ngắn ngày. Thời gian dài ở nhà tránh dịch, Kỳ Duyên chăm chỉ thực hiện các vlog cá nhân. Chị chia sẻ đa dạng đề tài về tình yêu, hôn nhân, cách nuôi dạy con cái và hướng dẫn mọi người tập luyện để giữ dáng nâng cao sức khỏe. Nữ MC hướng mình tới lối suy nghĩ tích cực, yêu thương bản thân. Như thế, chị vẫn giữ được nét trẻ trung, dáng đẹp. Lối sống của Kỳ Duyên cũng trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn bè, đồng nghiệp như Tóc Tiên, Việt Hương nói theo. Ngoài vóc dáng gợi cảm ở tuổi U60, MC hải ngoại còn được nhận xét là người có gu thời trang tinh tế. Trong các dịp dự sự kiện, tiệc thân mật, chị luôn xuất hiện nổi bật giữa đám đông. Kỳ Duyên chọn những bộ váy ôm hay trang phục kiểu vét với những đường cong cắt xẻ tinh tế, khoe đường cong gợi cảm. Bí quyết trẻ lâu rất giản dị của tôi là yêu nhiều và cười nhiều. Yêu nhiều là yêu công việc, cuộc sống, yêu mọi người xung quanh. Cười nhiều là xem nhẹ mọi chuyện vì biết được sự tạm bợ của cuộc sống này. Mọi vận, mọi người và mọi chuyện sẽ thay đổi, không có gì tồn tại và không có gì của ta mãi mãi. Nên hãy cứ vui chơi, cuộc đời đừng cuồng điên mờ trăm năm sau, Kỳ Duyên chia sẻ. Kỳ Duyên từng trải qua hôn nhân nhưng đổ vỡ, nữ MC cho biết là phụ nữ, nhất là người Việt Nam, không ai muốn đi qua bước gì gì. Tuy nhiên những thay đổi trong đời sống khiến người trong cuộc không có sự lựa chọn nào tốt hơn. Sau trắc trở tình cảm, Kỳ Duyên suy nghĩ thoáng, cho phép tình yêu bản thân được thoải mái lựa chọn. Chị vẫn yêu, cho phép tình yêu bản thân được thoải mái lựa chọn. Chị vẫn yêu và tận hưởng hạnh phúc, song sẽ không kết hôn. Cách đây không lâu, nữ MC tiết lộ đã tìm được tình yêu mới nhưng giấu kín danh tính bạn trai. MC Kỳ Duyên U60 vẫn vô cùng nóng bỏng. MC Kỳ Duyên ở tuổi 56 vẫn có sức hút không chỉ bởi những chương trình cô dẫn dắt trong làng giải trí mà còn nhờ sở hữu dàn sắc tươi trẻ đáng ngưỡng mộ. Cô cũng thường xuất hiện với nhiều phong cách khác nhau, từ dịu dàng đến cá tính. Để duy trì sắc vóc tươi trẻ, Kỳ Duyên chọn cách ăn chay, tập yoga và thiền định. Cô cũng tập thể dục đều đặn 3 buổi trong tuần, mỗi buổi khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ để cải thiện vóc dáng. Ngoài ra, càng lớn tuổi, Kỳ Duyên càng thoải mái về tinh thần, cô không áp lực về tuổi tác mà sống hết mình cho hiện tại. Nữ MC từng chia sẻ, trải qua quá nhiều thăng trầm, tôi thấy lên xuống trong đời cũng như nhau, mình sống càng không lo sợ, bản thân càng trẻ hơn. Sau khi trải qua 2 lần độ vỡ hôn nhân, hiện MC Kỳ Duyên đã suy nghĩ thoáng hơn, hướng đến một lối sống lành mạnh. Cô không mong muốn trong 10 năm tới, mình sẽ trở thành một người có ảnh hưởng tới cộng đồng, đem đến những điều tốt đẹp cho xã hội. Lấy chồng chính là điều mà cô không muốn làm trong nhiều năm tiếp theo. Trong một bài đăng gần đây trên trang cá nhân, MC Kỳ Duyên đã bày tỏ quan điểm sống ý nghĩa. Thời gian là liều thuốc kỳ diệu nhất cho mọi vết thương lòng, quan trọng là tôi không tuyệt vọng. Tôi vẫn đi từng bước chậm rãi đến vùng ánh sáng trước mặt. Tôi không đặt cho mình những kỳ vọng xa hoa, tiền tài, danh vọng. Tôi đã đối diện với quá nhiều mất mát để hiểu rằng cuộc đời rất ngắn ngủi và phù du. Và vì vậy, tôi sẽ không thờ ơ với cuộc đời, tôi sẽ trân trọng những giây phút hiếm quý. Tôi không muốn một ngày nào đó đối diện với cái chết mới chợt khám phá rằng mình chưa hề sống. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, bao nhiêu năm nữa tôi cũng không muốn lấy chồng. MC Kỳ Duyên bày tỏ điều cô mong muốn nhất trong 10 năm tới là trở thành một người có ảnh hưởng trong cộng đồng để truyền tải những điều tốt đẹp. Còn nói về điều không muốn trong tương lai, nữ MC thừa nhận đó là không muốn lấy chồng. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên vừa thực hiện một clip chia sẻ về những chủ đề xoay quanh cuộc sống và chuyện đời tư của mình. Nữ MC hài hước rằng đây là các câu hỏi buộc phải trả lời nhanh, nhưng nếu hỏi về chuyện tình yêu thì phải nói 3 tiếng mới xong. Khi được hỏi về điểm yếu của mình, Kỳ Duyên tiết lộ đó là xài tiền quá nhiều, quá rộng. Tuy nhiên, nữ MC hải ngoại nói đây cũng là điểm mạnh của cô, bởi tôi thích xài tiền cho người khác, mua quà cho người khác khiến tôi thấy hạnh phúc. Còn khi nói về điều hối hận nhất của bản thân, Kỳ Duyên tâm sự là những khi cô vô tình làm cho ai đó buồn, bà mẹ hai con chia sẻ. Hồi trẻ, mình còn cố làm cho người khác buồn nữa chứ, không phải vô tình. Nhưng bây giờ mình sẽ rất ân hận nếu làm cho ai đó buồn, nhất là những người từng đi qua đời tôi. Và cũng từng có vài người khóc rất nhiều vì tôi. Theo tiết lộ, Kỳ Duyên có rất nhiều tài lẻ như đánh đàn piano, biết chơi rất nhiều loại nhạc cụ. Nhưng nữ MC thừa nhận rằng mình chỉ biết mỗi thứ một chút, không thật sự giỏi một cách gì đủ để khiến cô vừa lòng. Đồng thời, người đẹp cho hay nếu không làm MC, cô thích được làm diễn viên điện ảnh và từng mơ ước một giọng hát thật hay. Khi được hỏi rằng câu nói khiến bản thân thích nhất, nữ MC sinh năm 1965 hài hước. Tất nhiên là các câu như anh yêu em, anh thương em, đó là những câu nói ngọt ngào mà tôi thích. Nhưng có một câu này tôi chưa bao giờ được nghe mà chắc chắn được nghe sẽ là câu thích nhất, là có một người nào đó dẫn tôi vào một tiệm hột xoàn và nói em ơi, em cứ lựa đi, em thích cái gì thì em lựa chọn một cái hoặc lựa vài ba cái cũng được. Đó là câu mà trong đời tôi chưa bao giờ được nghe. Nữ MC hải ngoại cho biết, hiện tại, cô đang hướng tới cuộc sống lành mạnh nên rất chú trọng đến những thứ bổ cho sức khỏe, khiến cho tinh thần thoải mái và con người khỏe mạnh. Chính vì thế, thời gian qua cô ăn chay, thường xuyên tập thể dục để rèn luyện sức khỏe. Kỳ Duyên nói thêm, cô cũng rất thích làm những việc từ thiện và mong có thể thực hiện được những dự án lớn hơn nữa. Tiết lộ về điều tuyệt vời nhất trong năm vừa qua, Kỳ Duyên chia sẻ cô tự hào khi đã xin được một số tiền khá lớn để làm từ thiện. Bên cạnh đó, cô vừa mua một căn nhà gần biển và đang đi đến gần với giấc mộng của mình. Còn nói về tương lai, người đẹp bày tỏ, trong 10 năm tới, tôi muốn trở thành một người có ảnh hưởng tới cộng đồng và muốn truyền đạt tới xã hội những điều tốt đẹp cho con người. Còn điều tôi không muốn làm trong 10 năm tới là không muốn lấy chồng. 10 năm, 20 năm, 30 năm hay bao nhiêu năm nữa tôi cũng không muốn lấy chồng. Thanh Đào, vợ cũ vùa cá coi, hết lòng vì chồng, thay đổi khó tin sau ly hôn và nghi vấn tái hợp. Thanh Đào được công chúng biết đến là vợ cũ của vua cá coi, doanh nhân Thắng Ngô. Cả hai từng lấy đi nhiều nước mắt của khán giả với chuyện tình từ hai bàn tay trắng. Xuất hiện tại một chương trình khi còn là vợ chồng, Thanh Đào và vua cá coi đã khiến nhiều người bật khóc khi kể lại hành trình kinh doanh cá coi từ lúc còn tay trắng đến khi công thành danh toại. Chị Thanh Đào cho biết chồng là người rất yêu cá và không tưởng tượng nổi lại có người có đam mê như vậy. Chị Đào nói đùa là từng có lúc quá mệt mỏi với sở thích mê cá coi của chồng. Thậm chí Thanh Đào còn từng quyết chia tay nhưng đã thay đổi ý định sau khi nhìn thấy tình yêu lao động của chồng. Đó là khoảnh khắc chị chứng kiến anh Thắng nâng niu từng chú cá và làm việc liên tục từ đêm tới sáng. Người vợ Tào Khang từng nghẹn ngào tâm sự để có được sự nghiệp như ngày hôm nay, không ít lần chị phải nén nước mắt, chịu đựng nhưng vì tình yêu với chồng mà chị cố gắng vượt qua tất cả. Ảnh xấu vô cùng, không bao giờ được cầm cái ly, ống hút, không bao giờ có. Mình buồn, mình cảm, mình tủi thủi một mình nhưng lại thấy ảnh tủi thủi bên hồ cá nói chuyện, hôn cá. Mình nói hình như cả tuần nay anh không hề quan tâm rằng em có khó chịu trong người. Với mình, người phụ nữ hay người đàn ông khi gắn kết với nhau, mình phải chịu trách nhiệm cái chuyện mình lựa chọn. Bản thân mình may mắn lựa chọn tình yêu, mình đã yêu. Mà đã yêu thì không có gì là không vượt qua được. Trước khi trở thành một doanh nhân giàu có như hiện tại, anh Thắng Ngô chỉ là một người bình thường lập nghiệp từ hai bàn tay trắng và được vợ cũ ủng hộ giúp đỡ theo sát trên con đường kinh doanh. Khi ấy, nam doanh nhân từng xúc động chia sẻ, mình đến với bà xã lúc không có đồng nào, khi bước vào con cá coi là mình đang âm. Cũng rất là may vì bà xã luôn luôn đồng cảm chịu khổ, trước khi chơi môn này tiền thì thiếu, nợ nần tùm lum nhưng cứ vung tiền, nếu bà xã không vượt qua được thì đã không đứng ở đây. Chị Thanh Đào khẳng định không phải ai cũng có may mắn lựa chọn được một tình yêu đích thực, nhưng một khi đã tìm thấy và yêu chân thành thì không có gì là không vượt qua được. Chuyện tình của cả hai khi được phát sóng đã từng khiến không ít người rơi nước mắt. Thế nhưng đến tháng 5 2022, cộng đồng mạng dậy sóng trước cuộc hôn nhân của doanh nhân vua cá coi Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân. Nhiều khán giả bất ngờ vì trước đó Hà Thanh Xuân đăng tải trên trang cá nhân xưng danh doanh nhân Thắng Ngô là anh trai. Song song đó thì ông Thắng Ngô cũng vẫn chia sẻ những bức ảnh hạnh phúc của gia đình ông với người vợ cũ Thanh Đào. Kèm theo đó là những ngôn từ tình cảm khiến nhiều người ngưỡng mộ. Gái có công chồng vẫn phụ, giao đổi bạn sang đổi vợ là những cụm từ được dân mạng tích nối khi nhắc đến Thanh Đào. Nhiều ý kiến lên án rằng vua cá coi là người chồng phụ bạc, bỏ rơi người vợ Tào Khang để đến với tình trẻ, còn Hà Thanh Xuân bị cho là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Trước sự tấn công của cộng đồng mạng, Thanh Đào sau đó đã bất ngờ lên tiếng minh oan cho Hà Thanh Xuân, khẳng định nữ ca sĩ không hề có lỗi mà do tình cảm vợ chồng cô đã rạn nứt từ trước.